Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel giải trí tổng hợp của mình. Thì hôm nay mình đã không còn thời gian để thực hiện một cái video về thần thoại nữa. Như các bạn đã biết thì đã 4 ngày rồi thì mình cũng chưa ra được clip nào. Tại vì bữa nay mạng mẹo nó, như bên Viettel nó đang có trục trặc rồi đấy. Nên là đường truyền mạng nó không được tốt. Và cái thử chuyện mà làm clip, kiếm tư liệu, dùng hình ảnh làm thì nó cũng hơi khó khăn một chút. Thì hôm nay mình làm một cái clip này như các bạn đã thấy ở tiêu đề đấy. Thì hiện nay như các bạn thấy thì kênh mình nó đã lên được 190.000 người đăng ký rồi. Đối với một con số này, đối với YouTuber thì nó không có, ở Việt Nam thì nó không có cao lắm đâu. Nhưng mà đối với một cái kênh gọi là về cái thị trường ngách như này, về cái gọi là về làm về vấn đề gọi là văn hóa thần truyền hay những thần thoại như này, thì với một cái số lượng 190.000 thì mình cũng thấy là nó cũng không còn nhỏ nữa. Tại vì đây là cái đề tài mà hầu như là rất ít người quan tâm. Thì các bạn biết là nếu mà để được một lượng subscribe cao á, thì thường là người ta sẽ làm những cái chủ đề như là trẻ trâu ấy, giống như là thử thách này, hay là làm những gì về nói chung liên quan đến trẻ em. Thì cái lượng mà độ tuổi từ khoảng dưới 20, từ 15, từ khoảng 12 đến khoảng 18, dưới 18 tuổi là cái lượng mà họ trẻ em họ truy cập cái vua lập tài khoản YouTube nó cao, nên là cái lượng người đăng ký nó sẽ cao. Nhưng làm những cái thể loại mà nó mang tính hơi hướng trẻ trâu một tí ấy, thì nó sẽ được lượng subscribe cao. Có nghĩa là những cái thể loại như thế thì khoảng 1 triệu lượt sub nó không không khó. Nhưng mà còn những cái thể loại như thế này này, tuy nó mang lại giá trị nhiều cho khán giả nhưng mà hầu như là cái lượng sub nó lên rất rất là thấp. Nhưng mà nói chung là trong khoảng thời gian mà ngắn ngắn thì mình đã đạt được một con số này, mình cũng rất là cảm ơn các bạn. Đa phần là cũng được các bạn ủng hộ nhiều. Như các bạn đã biết thì hồi cuối tháng 10, kênh của mình sau khi làm cái bộ truyện Hắc Ám Tây Du xong nó bắt đầu nó được khoảng 134.000 người đăng ký. Bắt đầu từ đó đến nay là mới trải qua khoảng hơn 4 tháng, cho là khoảng 4 tháng hơn tí, đã lên được khoảng 56.000 người. Đúng rồi, khoảng 56.000 đi, đúng rồi 56.000. Một con số phát triển cũng là nhanh. Nói chung là so với những cái kênh lớn thì nó cũng không không nhanh, nhưng cũng không thể gọi là chậm được nữa. Một tháng cũng lên được hơn 10.000 người đăng ký thì cũng khá là nhanh rồi. Và với lại một cái đề tài như thế này, để đạt một con số 190.000 thì mình cũng thấy là khá là cao so với những cái thể loại như thế này. Nên là thực sự đó là có sự ủng hộ rất là lớn của các bạn thì nó mới đạt được thành công như thế. Thì hiện nay theo như cái thống kê ấy, thì cái kênh của mình nó đang nằm ở, nó ở Việt Nam nhé, thì nó đang nằm trong top hình như là khoảng 1.600 mấy, theo thống kê của Social Play ấy, thì nó trong khoảng 1.600, đứng thứ 1.600 trong Việt Nam tính về lượng subscribe. Nó là như vậy. Thì đây các bạn cứ nhìn đằng sau màn hình của mình đây. Đó, kênh của mình hiện nay nó đã lên được 190.000 người rồi. Một con số đó, đương nhiên là nó không có to, nhưng mà so với những cái kênh thần thoại, làm những gọi là về lịch sử thần thoại á, thì nó cũng khá là cũng không còn nhỏ nữa. Thì hiện nay như các bạn đã biết thì những cái kênh mà làm về cái chủ đề về lịch sử thần thoại đi, nếu mà nói về riêng thần thoại như chỉ có kênh mình làm là chính. Còn nói về lịch sử mà cao nhất hiện nay là nó thuộc về Việt Sử Giai Thoại, 600 mấy ngàn lượt á, 600 đúng không, hơn 600.000 lượt đăng ký, thì nó nằm trong khoảng top 500 kênh bự nhất ở Việt Nam. Thì tiếp sau đó là có những cái kênh làm về lịch sử thần thoại loanh quanh, như là các bạn có thể như một số kênh khá như là Tóm Tắt Nhanh này đó. Về sau rồi bắt đầu kéo theo những cái kênh gọi là như là Lịch Sử Việt Nam này, Lịch Sử Trung Quốc này đó, hay là Lịch Sử Thu Nhỏ, loanh quanh nó cũng được sắp cũng cao khoảng 100 mấy trăm mấy rồi đó. Nhưng mà nói chung là để mà đạt được về làm về thần thoại và những cái truyền thuyết cổ xưa mà đạt được con số 190.000 này thì mình cũng thấy nó cũng, các bạn cũng được khá là nhiều bạn ủng hộ đấy. Chứ còn tại vì những đề tài này là nó hiểu như nó hiếm người đăng ký lắm, nên là để một tháng mà phát triển được hơn 10.000 đăng ký này là cũng được khá nhiều sự ủng hộ của các bạn, nên là mình cũng rất cảm ơn các bạn. Và theo chiều hướng này theo mình nghĩ thì cũng khoảng thêm vài bữa nữa thì mình thấy một tháng sau là bắt đầu, theo mình nghĩ hơn một tháng hơn tháng nó chắc lên được 200.000 giờ đấy, 200.000 đăng ký giờ đấy, thả nó cũng không không khó lắm với tốc độ phát triển như thế này. Thì hôm nay thì mình làm một clip chia sẻ loanh quanh như thế để các bạn hiểu về vấn đề này. Và đặc biệt là mình cũng phải làm như thế để các bạn biết tại sao, như mình đã nói rất nhiều lần rồi, mình phải xuất hiện đều ở trên cái kênh của mình. Lúc nào mình cũng phải xuất hiện đều hết để cho cái tần suất khuôn mặt mình xuất hiện đều. Đó. Chứ không thể nào mình làm cái kiểu kia, kiểu như nó bị lặp lại tiêu đề và mang cái tính chất gọi là mang video lặp lại. YouTube nó không thích như vậy.
Nghĩa là tốt nhất nên có sự xuất hiện của chủ kênh, tương tác càng nhiều thì càng tốt, nó mới tốt cho kênh và nó được đánh giá cao. Nên là các bạn, nếu bạn nào thích coi những video này thì bạn coi, không thì các bạn bỏ qua và coi những cái video khác cho mình. Đấy, và thỉnh thoảng thì mình thấy một số bạn phản ánh là tại sao anh không bỏ cái phần đầu mà anh hay giới thiệu, anh cứ nhìn nhìn màn hình đọc như thế thì nó có vẻ hơi ấy lắm. Thì mình cũng xin trả lời với các bạn là đó là nguyên tắc, không thể nào mà bỏ qua cái vấn đề này. Có nghĩa là mình phải xuất hiện đầu vấn đề cuối, đó là cái việc buộc làm mình phải xuất hiện rồi, chứ không thể nào mà mình không dựa. Nếu mình đọc chay không mà bắt đầu dẫn chứng hình ảnh này nọ thì nó sẽ gán vào cái nội dung lặp lại, không mang lại cái gì cho khán giả, chỉ mang mục đích kiếm tiền đó. Nó nên buộc lòng phải có sự xuất hiện, và mình cái thời gian biên tập ở đây mình còn phải làm các việc khác nữa, nên là mình không có thời gian để học thuộc lòng cái đoạn văn nó, nên mình phải nhìn vào màn hình mình đọc cho nó nhanh. Nhưng các bạn chú ý nội dung thôi, cũng không cần thiết nhìn cái mặt mình rồi quan tâm cái hình thức làm gì. Nên là đó là mình giải thích sơ sơ cho các bạn hiểu như vậy. Và cũng một lần nữa thì cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký ủng hộ cho kênh của mình để nó đạt được một thành quả như ngày hôm nay. Theo mình thấy là phát triển khá là nhanh, tại vì hơn một năm trước thì cách trải qua 4 năm, trải qua 3 năm thì phải, thì nó mới lên được hơn 100 ngàn. Nhưng mà chỉ có cách đây có 4 tháng thôi, từ tháng 3 đến từ tháng cuối tháng 10 đến năm ngoái đến bây giờ là đã lên được gần 60, thêm 60 ngàn người đăng ký. Con số đấy là đối với mình là mình cảm thấy cũng khá là nhanh. Chậm thì nhanh quá thì không nhanh, nhưng mà cũng không không ai nói là chậm. Một tháng mười mấy ngàn người cũng gọi là tạm tạm rồi, cứ không đến nỗi nào nó quá tệ hại lắm. Và đặc biệt là đối với những cái chủ đề mà kiểu như là nó không có cái lượng khán giả mà cái lượng quan tâm nhiều, thì như thế là mình cảm thấy là nó quá ok rồi. Rất là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì cũng mong những video sau thì các bạn có những thắc mắc nào các bạn cứ để dưới thì mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Và các bạn luôn luôn hãy ủng hộ mình tiếp theo, để có nghĩa là nếu mà kênh này nó mà đạt được nút vàng thì nó khá là tốt, thì cũng là một trong một số những kênh mà làm về chủ đề ngách, về thần thoại, lịch sử nó, để nó đạt được một cái gì đó. Nhưng mà theo theo mình thấy thì đối với những cái kênh mà đã vượt qua 100 ngàn người đăng ký để mà đến nút vàng, nó chỉ là vấn đề thời gian thôi, nó không có khó lâu nữa. Có nghĩa là khi mà đạt được bắt đầu hơn 100 ngàn nữa lên, có nghĩa là kênh nó được khán giả chấp nhận và nó sẽ có một cái lượng đăng ký đều đều, nhanh hay chậm là tùy thôi. Còn lại cái việc mà lên nút bàn nó vàng nó cũng là vấn đề thời gian nữa thôi. Ok, hôm nay mình chia sẻ sơ sơ vậy thôi, thì bắt đầu từ ngày mai sẽ lại tiếp tục có những cái video khác liên quan thần thoại, hoặc là những cái video nào đấy liên quan đến kiếm hiệp Kim Dung, mình sẽ làm tất cả những cái thứ như là thần thoại, tiên hiệp, kiếm hiệp đó. Sau này sẽ thêm lịch sử phân tích này nọ thì từ từ chúng ta sẽ tính tiếp. Rồi, ok. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.